Trung Cộng yêu cầu Việt Nam không làm trầm trọng thêm tranh chấp. Tin từ Bắc Kinh, hôm nay Trung Cộng đã kêu gọi Việt Nam không làm trầm trọng thêm tranh chấp giữa hai nước về các hòn đảo trong vùng Biển Đông và bảo vệ an toàn cho các công dân Trung Hoa. Người dân Việt Nam đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại Trung Cộng tại hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn vào ngày hôm qua, Chủ nhật ngày 9 tháng 12, sau khi Bắc Kinh yêu cầu Hà Nội ngừng đơn phương thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp và không quấy rối các tàu thuyền đánh cá của Trung Cộng. Hàng trăm người đã tụ tập đối diện với nhà hát lớn ở Hà Nội, nâng cao các biểu ngữ và hô các khẩu hiệu trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng trước khi diễn hành về phía đại sứ quán của Trung Cộng, theo như kế hoạch của cuộc biểu tình đã được công bố trên một số blog. Hôm nay, Bắc Kinh đã có phản ứng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Hồng Lỗi đã tuyên bố rằng Trung Cộng có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển xung quanh. Bất kỳ hành động nào có thể phóng đại và làm phức tạp tranh chấp không nên được hỗ trợ và khuyến khích. Chính phủ Trung Cộng đã yêu cầu phía Việt Nam phải bảo vệ sự an toàn và các quyền lợi hợp pháp của công dân và các tổ chức Trung Cộng tại Việt Nam. Trung Cộng đang ngày càng ngang ngược trong tranh chấp với các nước láng giềng, bao gồm Phi Luật Tân, Đài Loan, Việt Nam, Brunei và Mã Lai, đối với chủ quyền trên các hòn đảo và vùng biển tại Biển Đông, được cho là có tiềm năng dầu và khí đốt phong phú. Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển, cũng là khu vực có những tuyến đường hàng hải quan trọng đi ngang qua. Trung Cộng cũng đang có một tranh chấp với Nhật Bản về các hòn đảo Senkaku, hay còn được gọi là Điếu Ngư.